Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn của tác giả Cao Minh Sang, Khát Máu Tanh Lòng. Tin tức mới nhất từ đài truyền hình thành phố vừa mới phát hiện trường hợp một cô gái trẻ uống thuốc ngủ tự vẫn. Theo lá thư cô để lại bên cạnh, nguyên nhân dẫn cô đến quyết định cực đoan này là bởi vì gia đình không được êm ấm. Ông Dũng đi ngang qua, thấy bản tin thời sự chiếu điều không hay, nên với lấy cái remote tắt đi, chỉnh lại bộ đồ trên người, sau đó đi ra ngoài sân. Ông mặc một bộ đồ tây mới toanh, sơ vinh chỉnh tề, cầm chén rượu mừng đi tới đi lui trong sân. Khi thì tấp vô bàn này cùng một chén, khi thì lại tấp vô bàn nọ cùng một ly. Hôm nay là ngày vui của mình. Ông Dũng cười đến mức hai con mắt sắp không mở ra nổi nữa. Vợ ông đã mất gần 30 năm, một thân gà trống nuôi con, đến tận bây giờ cũng không dễ dàng gì. Ông Dũng năm nay chỉ mới 55, bà vợ hai của ông mới ngoài 40 chút xíu. Gương mặt bà vẫn còn động lại nét xuân, dáng người xinh đẹp đẩy đà. Góc bên trái bàn tiệc có hai người, một nam một nữ ngồi cạnh nhau. Người nam liên tục rót bia vào ly của mình, uống từ ly này qua ly nọ. Người nữ thì liên tục chào hỏi mọi người, dáng vẻ vô cùng lễ phép. Người con trai tên là Phú, năm nay 22, là con của bà Mai cùng với người chồng đầu tiên của mình. Ông ta đã mất trong một vụ tai nạn xe vào cái lúc thằng Phú mới 6 tháng tuổi. Người con gái tên Thủy Nguyệt, mới chỉ 18, là con của bà Mai với người chồng thứ hai. Người chồng này là giang hồ, hồi trước không biết đâm chém ra làm sao, bây giờ vẫn phải ở tù chung thân. An ổn gần 20 năm trời, bà mới gặp ông Dũng. Hai người nên duyên với nhau từ đó. Chuyện của bà Mai chỉ có vài người biết, trong đó có Hải Đăng. Anh là con của ông Dũng với người vợ đã mất. Đăng năm nay vừa tròn 27 tuổi, hiện đang tiếp quản vị trí của ông Dũng tại công ty, dần dần nắm quyền làm chủ, coi như cha truyền con nối. Ban đầu Hải Đăng biết chuyện, anh là người ra sức phản đối việc lần này. Nếu không phải là kẻ mù thì đều biết được bà Mai kia có số sát phu, cưới hai người chồng, không chết cũng đi tù. Người như vậy mà cha mình một mực muốn cưới. Hải Đăng không biết bà ta đã cho ông uống thứ bùa mê thuốc lú nào nữa. Đăng cho rằng bà Mai không yêu cha mình, mà là yêu cái cơ ngơi rình rang của ông thôi. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, ông Dũng thuyết phục Hải Đăng rất nhiều, dỗ ngọt có, giận dữ cũng có. Cuối cùng thấy cảnh giường đơn gối chiếc của cha mà cũng mềm lòng, đồng ý cho hai người đến với nhau. Đổi lại, ông Dũng cũng sợ hai đứa con riêng của bà Mai đánh chủ ý lên công ty của mình, nên đã sớm sắp xếp di chúc để lại tất cả cổ phần cho Hải Đăng. Ngẫm lại thấy cũng buồn cười, chỉ vì tình yêu của hai người lỡ lứa xuân thì mà phải rắc rối tính toán đủ thứ này thứ kia. Nhiều lần nghĩ đến chuyện này, ông Dũng cảm thấy ghen tị với đám trai trẻ thanh niên bây giờ. Có thể dành hết tất cả cho tình yêu, không ngại mất mát, không ngại làm lại từ đầu. Chẳng giống như đám người già như ông, có quá nhiều thứ để lo, quá nhiều thứ để sợ mất, cho nên phải tính toán đủ thứ chuyện. Bởi sợ rằng một khi trượt chân thì chẳng còn cách nào để quay đầu, cũng không còn làm sao để có thể làm lại được nữa. Bà Mai sau khi cùng ông Dũng đi một lượt chào hỏi bạn bè của ông thì quay lại bàn của mình. Mẹ, mẹ thấy trong người không khỏe hay sao? Con thấy sắc mặt của mẹ nãy giờ không được tốt á. Bà Mai nhìn bà Phùng, mẹ ruột của ông Dũng, vừa nhẹ nhàng vừa quan tâm hỏi một câu, nhưng đáp lại chỉ là cái hừ lạnh đầy khó chịu của bà Phùng. Nhờ phước cô hỏi thăm, tôi không sao. Bà Phùng nói xong không quên liếc xéo bà Mai một cái, sau đó chống gậy đứng lên, lưng già còng xuống đi vào bên trong nhà. Dường như bà không muốn ngồi chung bàn với cô con dâu này.
Họ hàng chung quanh cũng không hiểu tại sao bà Phùng lại có thành kiến với bà Mai như thế. Cho nên mỗi người nói nhiều thêm một câu, bầu không khí cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, làm dịu đi cơn căng thẳng trong lòng dâu mới. Thúy Nguyệt ngồi cạnh mẹ mình, nhìn thấy bà nội đối xử với mẹ như vậy thì có chút không vui, nhưng nuốt lại vào trong chứ không thể hiện ra mặt, vì chỉ có bàn tay nắm lấy tay mẹ mình chặt hơn một chút. Chà, ngó bộ con bé Nguyệt này á, mặt mũi xinh đẹp sáng láng, chắc cũng học giỏi dữ lắm ha. Được người bên cạnh hỏi thăm đúng như ý của mình, bà Mai mỉm cười tự hào. Dạ, cháu nó cũng cố gắng học, mới cuối năm 12 vừa rồi đó, được cái học bổng mấy triệu à. Mọi người nhậu nhẹt rồi nói chuyện với nhau thêm một hồi lâu, đến khi coi trời cũng đã chuyển dần về khuya mới biết ý mà tản nhau về hết, để lại không gian cho cặp vợ chồng mới cưới. Bởi vì bữa tiệc này ông Dũng chỉ mời mấy người anh em họ hàng thân thuộc của mình, chứ không có đãi khách gì, tạm gọi là tiệc cưới thân mật đi. Hải Đăng đứng ở bên ngoài thay cha tiễn khách. Đến khi vào trong thì thấy Nguyệt cùng với Phú đang thay phiên nhau dọn dẹp bàn ghế bữa tiệc. Cậu nói: "Ờ, thôi không cần đâu, hai đứa vô nghỉ ngơi đi, đồ đạc để đó mai có người tới dọn." Phú và Nguyệt nhận ra người anh hai mới này có thành kiến không tốt với mình, cho nên cũng không dám ý kiến gì mà chỉ lẳng lặng nghe theo. Đăng ngồi xuống cái ghế gần đó, tự mình uống cạn một lon bia mới mở, ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng. Má trên trời có thiên, mong má hiểu cho nỗi khổ của cha. Cặp vợ chồng son về phòng nghỉ ngơi được một lát thì trời đột nhiên nổ một tiếng sấm lớn, bắt đầu chuyển mưa. Chẳng bao lâu sau, giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, tầm tã đổ xuống mái hiên. Hải Đăng là cháu đích tôn, ông nội mất sớm nên cậu vẫn thường xuyên ghé vào phòng của bà mình hỏi han tâm sự, hoặc xin ý kiến bà về mấy chuyện đối nhân xử thế. Đừng thấy bà đối với con dâu khắc khe khó chịu, thật ra trong ấn tượng của mọi người, bà Phùng là một người vô cùng thông tình đạt lý. Hôm nay bà hoành hoẹ con dâu như vậy cũng là lần đầu tiên. Giải quyết xong xuôi mọi việc thì cũng đã khá trễ rồi. Gõ cửa một hồi mà không nghe bà Phùng trả lời, Đăng định về lại phòng, nhưng chẳng hiểu sao linh tính mách bảo có chuyện không hay. Cậu đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là chăn gối của bà nội hơi lộn xộn. Cậu nhíu mày, vốn định tiến đến chỉnh lại chăn cho bà, nhưng càng bước lại gần, hơi thở của Đăng lại càng thêm dồn dập. Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu mới quỳ sụp xuống bên giường, kêu lên một tiếng thê lương: "Nội ơi!" Bà Phùng nằm trên giường, thân thể cứng đờ lạnh ngắt. Từ lúc bà bỏ ra khỏi tiệc cưới về phòng của mình, mọi người tưởng bà khó chịu nên đi ngủ sớm, không ngờ đây lại là giấc ngủ ngàn thu. Tiếng kêu lớn của Hải Đăng làm cho mọi người trong nhà giật mình tỉnh giấc. Ngay cả ông Dũng với bà Mai sau một trận mây mưa mệt mỏi cũng phải giật mình. Ông vội vàng khoác bộ đồ ngủ rồi đi ra ngoài. Hơi men trong người ông Dũng bốc đi sạch sẽ. Ông trừng trừng khóe mắt chạm vào cơ thể mẹ mình. Ông đoán là bà nhắm mắt cách đây ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ. Cơ thể bây giờ lạnh như băng. Cho dù là hoa đà tái thế cũng không cứu được, chứ đừng nói chi đến chuyện cấp cứu. Ông Dũng lại gọi điện cho mọi người trong dòng họ một lần nữa quay trở lại đây, an bài hậu sự cho bà Phùng. Ông Dũng làm sao mà ngờ được rằng mới hôm qua là ngày vui của ông, hôm nay đã là ngày buồn nhất trong cuộc đời. Hôn lễ cùng với tang lễ nối đuôi nhau mà tới, làm cho lòng ông Dũng hiện lên cảm giác bất an. Bỏ qua chuyện này, ông chỉ nghĩ đơn giản rằng bởi vì từ đây về sau mình đã không còn mẹ nữa, cho nên lòng mới trống trải, bơ vơ đến như vậy. Đám tang được chuẩn bị gấp rút, bàn ghế hôm qua dùng cho hôn lễ nay lại được dùng trong tang sự. Điều này làm cho mọi người thấy chuyện đời xoay chuyển quá nhanh, chẳng có cách nào mà lường trước được. Ngày còn sống, bà Phùng vẫn thường hay đi lễ Phật ở một ngôi chùa gần nhà.
cho nên Đăng lần này đích thân lên mời mấy vị sư trong chùa về nhà làm lễ cho nội. Có điều Đăng vừa mới đến trước cổng chùa đã thấy vị sư trụ trì đứng ở giữa sân, lá cây với chân sư tụ lại thành một đống lớn. A Di Đà Phật, sớm vậy mà thầy đã quét sân rồi sao? Trụ trì có Phật hiệu là Vĩnh Ninh, như cười như không nói với Đăng. Không phải quét sân, mà đang đợi cậu đó. Đăng giật mình, giọng điệu nói chuyện này dường như trụ trì đã biết được bà mình qua đời rồi. Nếu đã như vậy, Đăng cũng không dài dòng, phần nhiều bởi vì trong lòng vẫn còn đau đớn sự ra đi đột ngột của bà, cho nên chỉ nói sơ qua tình hình một chút rồi thôi. Đi thôi, mọi thứ thầy chuẩn bị sẵn rồi. Chùa không cách nhà quá xa, trụ trì cùng với ba sư thầy khác đi bộ cùng Đăng về nhà. Vừa bước đến cửa nhà của Hải Đăng, nhìn cánh cổng cao lớn bệ vệ của người có tiền kia, ánh mắt sư thầy Bỉnh Ninh nhíu lại. Có điều ông cũng không nói gì, chỉ niệm một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Đạo tràng rất nhanh được dựng lên. Các sư thầy chuẩn bị một chút rồi cùng ngồi an tọa trước di thể của bà Phùng. Ông Dũng và bà Mai đeo khăn tang, mặc đồ tang đứng bên cạnh. Bà Mai vừa vuốt lưng ông chồng mới cưới của mình, vừa thì thầm an ủi mấy câu. Nhưng đâu đó trên nét mặt của bà vẫn còn hiện lên vẻ lo lắng nhàn nhạt. Có điều ai cũng thắc mắc vì không thấy anh em Phú với Nguyệt đâu. Quả thật là không biết phép tắc. Nếu không phải bởi vì Hải Đăng đang bận trộn an bài hậu sự cho bà nội, thì sợ rằng cậu đã làm lớn chuyện này lên rồi. Thủy Nguyệt tuy đã tốt nghiệp cấp 3, nhưng hôm nay cô vẫn có hẹn với nhóm bạn cũ trong trường đi làm tình nguyện. Còn về cái chết của bà Phùng, Nguyệt không quan tâm lắm, dù sao chỉ mới gặp một hai lần. Chết thì chết, liên quan gì đến cô đâu. Nói một chút về việc tình nguyện ngày hôm nay. Dạo gần đây ở bệnh viện thành phố có nhiều người đến phá thai quá, dẫn đến tình trạng quá tải. Cho nên Nguyệt cùng đám bạn của mình quyết định cùng nhau an bài hậu sự cho đám trẻ đáng thương, nhưng chưa thành hình này. Về vị trí an táng, Nguyệt đã thương lượng xong với một lò hỏa thiêu bên kia. Những đứa trẻ này cứ hỏa thiêu rồi sau đó mang lên chùa hương hỏa là được. Bởi vì làm những điều này bằng số tiền học bổng ít ỏi, cho nên Nguyệt cũng không dư giả mà mua một miếng đất lớn, chỉ để làm nơi an táng cho đám trẻ không quen không biết được. Cầm chiếc bọc chứa đựng gần 10 cái xác thai nhi bên trong, ánh mắt Thủy Nguyệt hơi lóe lên, lộ ra một chút xảo quyệt. Tiếc thật á, thôi cũng đành vậy. Nếu như sau này mấy đứa đầu thai làm con của chị sẽ hết mực yêu thương chăm sóc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Không biết bởi vì đêm qua vừa hôn vừa tang lễ cho nên ồn ào gây mất ngủ, hay vì một cái gì khác mà Nguyệt ngồi trên xe mắt cứ díu lại. Đám bạn thấy thế cũng khuyên cô nên chợp mắt một lúc, bao giờ đến nơi hỏa táng sẽ đánh thức cô dậy. Nghe thế, Nguyệt cũng an tâm tựa đầu vào thành ghế mà đánh một giấc. Vầng trán cô nhăn lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Đây là điềm báo cho một cơn ác mộng. Cô chìm vào trong một cái bãi đầm lầy, dính người u ám. Cô đảo mắt nhìn chung quanh, nhưng chỉ có một màu tối đen đáng sợ, hoàn toàn không thấy được gì hết. Mẹ, từ nay mẹ là mẹ của con. Một tiếng trẻ con non nớt vang lên. Nguyệt giật bắn mình xoay người lại. Cô nhìn thấy phía sau lưng có một đứa trẻ bụ bẫm, da dẻ hồng hào, cùng với gương mặt đáng yêu đang bò về phía mình. Nhìn vẻ ngoài, nó chỉ như một đứa trẻ mới 1 tuổi, nhưng lại có thể nói chuyện rõ ràng rành mạch đến nhường này thì có hơi lạ. Và giống như có một ma lực nào đó, Nguyệt tiến lên ôm lấy đứa bé vào lòng, mỉm cười với nó. Thấy ánh mắt của cô, đứa bé cũng nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ dị. Nó nói tiếp. Con không muốn lên chùa đâu, con muốn ở lại bên cạnh mẹ thôi. Mẹ thiêu con xong, mẹ bỏ tro cốt con vào trong túi vải, mang bên mình là được thôi mà.
Nguyệt nghe nói vậy thì thầm giật mình. Nhưng mà hiện tại cô đang ở trong mơ, cũng không biết đâu là thật đâu là giả, chỉ ậm ừ. Mẹ đừng lo, con có thể giúp mẹ kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nghe đến tiền, ánh mắt của Nguyệt co lại. Sắp tới cô chuẩn bị đi học đại học, nhưng học phí cùng với một đống tiền khác cộng lại là một con số trên trời. Nguyệt nghĩ thầm trong đầu, nếu như đứa bé này có thể giúp mình kiếm tiền để trang trải việc học, thì hà cớ chị không thử một chút. Ô tô phanh gấp lại, làm cho Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn xuống túi đựng xác mình đang cầm trên tay, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác ớn lạnh. Nhưng mà rất nhanh, cảm giác đó đã bị Nguyệt gạt sang một bên, bởi vì Nguyệt mong muốn có tiền hơn bao giờ hết. Chiếc điện thoại đời mới ra mắt, Nguyệt muốn có. Ánh mắt hiện lên một vẻ quyết tâm, cô nhanh chóng cùng mọi người đi vào lò hỏa thiêu. Còn Phú, cậu thường xuyên ra vào khu chợ vàng mã này, cho nên cũng không có xa lạ gì. Người ta vẫn thường thấy hắn đến đây mua giấy tiền vàng mã. Hỏi ra mới biết rằng hắn mua để tế bái cho phần mộ của cha mình. Mọi người đều tặc lưỡi, thầm khen người thanh niên mới trạc 20 này có hiếu. Lần này trên tay cầm một bó hoa bước ra khỏi khu chợ, Phú không vội trở về mà đi đến bên hàng xe ôm. Hắn đảo mắt nhìn một lượt mấy người xe ôm này, cuối cùng chọn một lão già ngoài 60, gương mặt già dặn nhưng có phần bụi bặm trải đời. Kéo ông ta sang một bên, dúi cho ông ta một ít tiền, rồi thì thầm to nhỏ. Người đàn ông nghe thấy ban đầu có chút ngạc nhiên thảng thốt, nhưng số tiền Phú nhét vào tay ông ta thật sự lớn, khiến cho ông ta không cưỡng lại được. Trên miệng nở ra một nụ cười, rồi cũng khẽ gật đầu. Ở nhà mấy miệng ăn vẫn cần ông chăm lo đó, chứ diễn một vở kịch, tiền đến tay cớ gì không làm. Không biết là bởi vô tình hay là cố ý, mà sư thầy Vĩnh Ninh bấm quẻ để chọn ngày đi chôn, lại đúng ngày mai là ngày hạ táng. Cho nên ông Dũng cùng với Hải Đăng lại bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Ông Dũng cũng để ý rằng cả quá trình đám tang này không thấy mặt hai đứa con riêng của vợ đâu. Điều này cũng làm ông khó chịu. Nhưng lúc này việc an táng mẹ mới là điều khẩn thiết nhất, cho nên ông để lại chuyện này đợi sau mới nói. Hải Đăng cũng từng thử nói bóng nói gió, hỏi thăm hai đứa con của bà Mai, nhưng nhận lại chỉ là mấy lý do thoái thác, không chút thật tâm nào của bà. Hải Đăng cũng chỉ hừ lạnh. Điều này càng làm cho cậu thêm chắc chắn rằng cả một nhà ba người này chẳng có gì tốt đẹp, muốn chen chân vào một khối tài sản của cha mình mà thôi. Bà Phùng được hạ táng ngay sáng ngày hôm sau. Cho đến khi mọi người lần nữa về nhà, khách khứa họ hàng cũng dần tản đi hết, thì Nguyệt và Phú mới lần lượt trở về. Hai đứa này không hỏi thăm bất cứ ai, mà chỉ gật đầu với mẹ mình một cái, rồi vào phòng đóng chặt cửa. Ngay cả bạn hương hỏa của bà Phùng cũng không ghé qua thắp một nén nhang. Phú về đến nhà, nhìn thấy quan tài đã được mang đi chôn thì có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà trong đầu hắn lại dần dần hình thành một kế hoạch khác. Theo như những gì mà hắn nghĩ, thì kế hoạch này còn hoàn hảo hơn trước gấp cả trăm lần. Phú nhấc điện thoại của mình lên, soạn một tin nhắn gửi đi. Ánh sáng lập lòe trên màn hình hiện lên mấy chữ: kế hoạch thay đổi, chờ đến ngày mai. Buổi tối, bầu không khí tang thương trong nhà mới chỉ vơi đi được chút ít. Hải đang ngồi trong phòng, giấu mình giữa mấy tấm ảnh kỷ niệm anh chụp cùng với bà nội trước đây. Ông Dũng thì mang theo bình rượu ra trước sân ngồi, hồi tưởng lại khoảng thời gian mình ở cùng với mẹ, từ thuở còn thơ cho đến khi cơ nghiệp vững chãi như bây giờ. Bà Mai biết ông phật lòng chuyện hai đứa con của mình, cho nên không dám ngồi tiếp chuyện nhiều, mà lẳng lặng về phòng đợi ông. Nguyệt mặc một bộ đồ mỏng tang, đi dạo quanh ngôi nhà mới này một lượt. Nhìn thấy cha Dượng đang ngồi ngoài sân, mới tiến lại gần, không hỏi không rằng mà ngồi xuống kế bên. Con xin lỗi Dượng, hôm qua con đi tình nguyện ở bên ngoài á, bị kẹt cho nên
về không kịp đưa tang bà nội. Ông Dũng rất muốn hỏi rằng tình nguyện cái gì, tình nguyện kiểu gì mà quan trọng hơn đám tang của người nhà. Nhưng chợt nhớ con bé chỉ là con riêng của Mai, tính ra không có máu mủ ruột thịt gì với cái nhà này, cũng không miễn cưỡng hay trách nó được. Nghĩ đến đây, ông chỉ phẩy tay thở dài một tiếng. Nào ngờ cánh tay ông đưa lên, Nguyệt đã vội vàng chụp lấy, áp gò má của mình lên đó. Ông Dũng muốn trục cánh tay lại, nhưng chợt ông cảm nhận được làn da mịn màng của con gái 18. Bên cạnh đó còn có mấy dòng nước mắt ấm nóng đang chậm rãi lăn xuống. Con không cha, không người bao bọc, khổ lắm Dượng à. Nguyệt vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào. Ông Dũng thấy vậy cũng không tiện rút tay, mà đặt bình rượu sang một bên, chậm chậm xoa đầu cô. Hành động này của cả hai ở ngoài sân khó tránh khỏi ánh mắt hiềm nghi của Hải Đăng. Tuy trước đây Phú cùng Nguyệt cùng sống chung với nhau ở căn nhà cũ của bà Mai, nhưng tính cách của hai đứa này không hợp nhau. Nếu không im lặng thì thôi, chứ mở miệng ra thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện cãi nhau. Sáng nay lúc về có tình cờ gặp Nguyệt, Phú vô tình nhìn thấy trên cổ của đứa em cùng cha khác mẹ này có đeo một cái túi vải màu đỏ. Thứ này hắn chưa từng nhìn thấy qua. Lông mày có hơi nhíu lại, không biết con nhỏ này đang muốn giở trò quỷ quái gì. Khuya đó Nguyệt trở về phòng, cô ngồi trước bàn học, mở ra một cuốn sổ tay, trong đó ghi lại các mối quan hệ họ hàng thân thiết của ông Dũng và đặc biệt là bà Phùng. Đầu bút di chuyển qua mấy cái tên, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Trong khi Phú thì gọi điện cho đầu dây bên kia, thương lượng một vài điều cần chú ý. Lúc đó cậu ta cũng tuồn ra ngoài bài thông tin quan trọng, có sức thuyết phục, chuẩn bị cho ngày mai. Buổi tối đó, mọi người ngủ say. Nguyệt nắm lấy cái túi vải màu đỏ đeo trước ngực, rồi cũng chìm vào giấc mơ. Sáng hôm sau, khi mọi người còn chưa thức dậy, Nguyệt lấy cớ đi chạy bộ rời khỏi nhà, chạy tới một ngã tư cách nhà ông Dũng không xa, lấy trong túi ra ba lá bùa màu vàng đã chuẩn bị từ trước. Trên bùa được vẽ xuống rất nhiều loại phù văn quái dị, có hình mặt quỷ, cũng có hình mặt Phật, có hình chúng tăng, cũng có hình vạn quỷ. Trên bùa có ghi lại mấy cái tên cũng như ngày sinh tháng đẻ bằng dấu mực đỏ mờ nhạt. Cô đốt ba lá bùa này rồi đi một vòng quanh ngã tư. Càng bước đi cô càng thấy thân thể của mình nặng nề, giống như có thứ gì đó đè lên. Nhưng mà nghĩ lại lời nói của đứa bé kia, lòng Nguyệt càng thêm kiên định. Nguyệt cứ đi cho đến khi ánh nắng đầu tiên chiếu đến nơi này, cũng là lúc cô đốt xong ba lá bùa. Cảm giác nặng trĩu trên người cũng biến mất hẳn đi. Cô lẩm bẩm trong lòng, tự hỏi không biết như vậy đã ổn thỏa hay chưa, đã thành công hay chưa. Bàn thờ bà Phụng vẫn còn đó, di ảnh vẫn còn hương khói lượng lờ. Mọi người trong nhà bắt đầu dùng bữa sáng. Biết làm sao được, đau lòng thì còn đó, nhưng Hải Đăng vẫn phải lên công ty. Ông Dũng cũng có mấy hợp đồng cần hợp bàn với con trai mình. Bữa sáng ăn được quá nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng dép lẹp xẹp. Một người đàn ông có dáng vẻ già nua, gương mặt phong trần, dừng lại trước cổng nhà, chầm chầm nhìn thẳng vào trong một cái bàn ăn năm người, thở dài một tiếng. Dường như suy nghĩ gì đó, ông mới lề mề bước vào trong sân, cất giọng hỏi. Tôi đi sang đây thì khát nước quá, có thể nào cho tôi uống nhờ một ly nước được không? Không đợi ông Dũng ra hiệu, Phú đã nhanh tay rót một cốc nước mang ra bên ngoài, đưa cho người kia. Ông đưa nước lên miệng, uống một cái ực cạn ly. Bộ dáng rất giống như người ăn xin lâu ngày chưa được uống một ngụm nước nào vậy. Trả lại cái ly cho Phú, lúc này hắn ta đang quay lưng về phía bàn ăn của mọi người, kính đáo nháy mắt ra hiệu với người đàn ông. Sau đó làm như không có chuyện gì, cho quay người trở lại bên cạnh bàn ăn.
uống xong ly nước, nhưng người đàn ông vẫn nấn ná không đi, thỉnh thoảng còn nhìn về phía trong nhà, thở dài một tiếng. Bà Mai nhìn người đàn ông này thấy hơi quen mắt, nhưng tạm thời không nhớ rõ là ai. Người này trên mặt quá dơ bẩn, dáng lưng hơi còng xuống, giống như người già. Nhất thời dù có là người quen cũng chưa chắc bà nhận ra được. Nhưng điều đó lại khiến cho ông Dũng hết sức ngạc nhiên, cũng cảm thấy sự việc là lạ, bèn cất tiếng hỏi thăm. Nước cũng đã uống rồi, cớ gì ông vẫn cứ thở dài vậy? Hay là ông đói hả? Có muốn ăn chút gì hay không? Người đàn ông nghe vậy thì lắc đầu, gương mặt có chút chật vật, dường như đang suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không. Không giấu gì mọi người, tôi đi ngang qua đây, cảm thấy trong nhà có điểm tang tóc, cho nên mới tìm cớ xin một ly nước để vào thăm hỏi mà thôi. Ông Dũng lập tức gật đầu, lộ ra gương mặt u sầu. Đúng rồi, má tôi vừa mới mất mấy hôm thôi. Người đàn ông kia nghe vậy thì lắc đầu. Ông nói: không phải bà cụ trên bàn thờ, mà nhìn hương hỏa lượn vòng trong nhà, tôi cả gan đoán rằng sắp tới nhà mình gặp phải nạn lớn. Ông Dũng cả kinh. Là người làm ăn lâu năm, ông cũng có tin vào những điều tâm linh. Ông dò hỏi: không biết nạn lớn theo ông nói là nạn lớn như thế nào? Tôi nói gì, mọi người đừng có trách mắng. Trùng tang liên tang. Hải Đăng từng đọc qua chuyện ma, cậu cũng từng biết qua những cái vụ trùng tang. Kiến thức khoảng này cũng không thua kém ông Dũng là bao nhiêu. Hai người nghe đến chữ trùng tang liền lập tức giật mình đứng dậy. Một ánh mắt lo lắng của người cha, một ánh mắt tức giận của người con, nhìn về phía người đàn ông kia. Ông nói bậy bạ gì đó? Trước giờ bà nội tôi làm phước làm đức không hết, nói cái gì trùng tang chứ? Đi đi, xui xẻo gì đâu không à. Trái ngược với vẻ lo lắng của ông Dũng, Hải Đăng hùng hổ đứng lên. Cú sốc bà nội mới vừa qua đời làm cho cậu thấy không được tốt lắm. Hôm nay tự dưng lại lồi ra thêm một người nói rằng nhà mình sắp có trùng tang. Ông Dũng vốn định cản con, dù sao thì cũng không được vô lễ với người lớn tuổi. Hải Đăng chụp lấy bả vai người đàn ông, vừa đẩy ông ta ra khỏi cửa thì đã thấy Phong, em họ của mình, thẳng thốt chạy tới. Cậu ta gấp đến độ dừng xe mà không gạt chống chân, khiến cho nó đổ ầm ra đó, cũng không quan tâm mà lao thẳng vào trong nhà. Hải Đăng cùng với mọi người chưa kịp định hình, Phong đã quỳ xuống ngay dưới chân của ông Dũng. Bác Dũng ơi, cha con mất rồi. Cha của Phong tên là Hùng. Bà Phùng có hai đứa con trai, đứa lớn là ông Dũng, đứa sau tên là Hùng. Ông Dũng nghe xong thì lảo đảo. Bà Mai nhanh chóng tiến tới đỡ lấy chồng, nhẹ nhàng xoa ngực cho ông. Sau một hồi lâu, ông mới mấp máy khóe môi, khó khăn mà hỏi: Cha con sao lại mất? Trong cơn nước mắt giàn giụa, Phong kể lại cha nó sáng nay lấy xe máy đi làm, nhưng chẳng hiểu sao mà mất tập trung, đâm thẳng vào đầu xe hàng ở bên lề đối diện. Cú va chạm mạnh làm cho ông Hùng chết ngay tại chỗ. Hải Đăng cũng phải hoảng hốt theo, không biết là vô tình hay cố ý, cánh tay đang xốc người đàn ông rách rưới kia lại từ từ hạ xuống. Dường như anh cũng công nhận những điều mà ông ta nói là rất đúng. Trùng tang liên tán rồi. Phú đang gấp miếng thức ăn chuẩn bị đưa vào miệng thì thấy cậu thanh niên Phong chạy tới báo tin, làm cho tay cầm đũa cũng đột nhiên khựng lại, trong lòng đánh bóp một cái. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nào cái nhà này lại có trùng tang thật sao? Nếu như vậy thì đợt này hắn kiếm bộn rồi. Duy chỉ có Nguyệt từ đầu đến giờ gương mặt vẫn điềm tĩnh, tự nhiên gấp thức ăn trên bàn. Cô ta dường như không quan tâm đến việc đang xảy ra trước mắt. Chết thêm một người thì bớt đi một miệng ăn,
cũng chỉ như thế mà thôi. Tính toán một chút, gương mặt lạnh lùng bên ngoài của cô đủ để che giấu đi vẻ ngạc nhiên trong lòng. Sáng nay chỉ mới đốt ba lá bùa mà thôi, không ngờ rằng lại có thể mang đến hiệu quả nhanh chóng như vậy. Nguyệt thở ra một tiếng, sau đó vô thức sờ lấy chiếc túi vải nhỏ màu đỏ đang đeo trên cổ mình. Mọi người trong nhà lại bắt đầu gấp gáp lo hậu sự. Ngay cả ông Dũng cũng bỏ đi toàn bộ những hợp đồng hôm nay mình cần phải bàn ở công ty, rồi cùng với Hải Đăng nhanh chóng lấy xe ô tô chở Phong đến hiện trường tai nạn. Ngay cả ông lão mới đến xin chén nước kia cũng được cho lên xe. Ông Dũng và Đăng đương nhiên đã tin ông ta rồi. Từ đâu nhảy ra một người miệng bảo cắt nước, phút trước uống nước, phút sau nói nhà mình có thể xảy ra trùng tan. Mà điều ông ta vừa mới nói xong thì người trong nhà vừa tai nạn mất đi rồi. Ông Dũng bây giờ không còn rảnh rang để suy tính thiệt hơn thật giả nữa, mà chỉ mong một mực có thể đến để lo liệu cho em trai mình. Phú cũng làm bộ lo lắng leo lên xe. Hắn ngồi ngay bên cạnh người đàn ông nọ. Đương nhiên hắn nhận ra ông ta, nhưng lúc mọi người không để ý, hắn có thì thầm nói: không ngờ ông vừa mới tới nói một câu đã linh nghiệm như vậy. Cái này là thưởng thêm cho ông. Phú kính đáo nhét vào tay ông ta một tờ tiền 200 ngàn. Ông ta chính là lão già xe ôm hôm qua hắn gặp ở chợ Vàng Mã, nhờ đến nhà giả làm pháp sư lừa tiền của ông Dũng. Dạo này chơi banh bóng, hắn nợ bên ngoài một khoản lớn quá. Lúc đến hiện trường tai nạn, chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy được đám đông vây quanh. Có không ít cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, đang đi lanh quanh nhặt nhạnh những mảnh thịt vụn của ông Hùng. Bên dưới bánh xe tải là một chiếc chiếu nhô lên, nói rõ bên dưới đó có người. Ông Dũng run run đi đến, Phong cũng lảo đảo đi theo phía sau. Nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của cha mình ở ngay trước mặt, bất cứ người nào cũng không thể chịu đựng được. Ông Hùng bị vỡ một bên đầu, gương mặt không còn nguyên vẹn, gò má bị nát lún vào bên trong. Xác ông nằm dưới lề đường gần một tiếng đồng hồ. Lòng đường bị nắng chiếu nóng, khiến cho toàn bộ phần da thịt của ông tiếp xúc ở bên ngoài bừng lên, phồng rộp, trông vô cùng đáng sợ. Phong không ngại cảnh máu me này, mà lao đến ôm chầm lấy di thể của cha mình, gào khóc không ngừng. Về phần vợ cùng con gái của em mình, ông Dũng chưa dám gọi điện báo tin dữ, sợ hai người chạy đến đây nhìn thấy cảnh tượng thương tâm thì chịu đựng không nổi. Ở phía bên ngoài, Hải đang làm việc với cơ quan chức năng để lo liệu hậu sự cho chú của mình. Nhìn thấy mọi người đang bận túi bụi như vậy, Phú cũng không tiện đứng yên. Hắn chạy theo Đăng, hỏi xem anh có cần giúp đỡ gì hay không. Để lại một mình người đàn ông xe ôm mà hắn thuê tới đứng lạc lõng giữa đám người hiếu kỳ vây quanh. Vào cái lúc ông đứng yên một chỗ, chợt cảm thấy mu bàn tay của mình truyền đến một cơn lạnh buốt giống như dính đá lạnh. Ông cúi đầu xuống nhìn thì ngỡ ngàng, bởi vì đó là một đứa nhóc, nhìn qua bộ dáng chỉ mới 4-5 tuổi, đang nắm chặt lấy bàn tay ông, gương mặt miếu máu như sắp khóc đến nơi. Ông nhíu mày nghiêm mặt nhìn đứa bé, không vội lên tiếng trước: "Ông ơi, con lạc đường, không biết cha mẹ ở đâu rồi." 9-10 giờ sáng, lấy đâu ra một đứa nhóc bị lạc mẹ đến đây than khóc chứ. Mà có lạc cũng không đến nỗi tìm phải một lão già trách trưới, ăn mặc bần tiện như ông mới đúng. Huống hồ đôi mắt của ông cũng không phải đôi mắt của người thường có được. Mẹ mày ở nhà đó, hiện chắc còn chưa ăn xong bữa sáng đâu. Muốn về nhà, tí nữa cứ lên cái xe đen này mà ngồi, tự có người chở mày về. Ông vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe của ông Dũng vừa nãy chở mình đến đây, ngụ ý rằng nhà của đứa bé chính là nhà ông Dũng. Đứa nhỏ nghe thấy vậy thì thảng thốt, đôi mắt đang chập chừng nước mắt thì bỗng nhiên trợn tròn lên dữ tợn, cái bụng căng phồng lên. Nó vội vàng giằng ra khỏi tay ông, sau đó hét lên một tiếng: "Mày là ai?
Tại sao mày lại muốn xen vào, phá chuyện tốt của mẹ con tao? Đột nhiên từ cái giọng khinh thường, người đàn ông chuyển sang một giọng trầm ổn, như người đã trải qua rất nhiều sự đời. Bộ dáng hèn mọn nghèo khổ trước đó cũng biến mất sạch đi, lại kèm theo một chút trịch thượng, như từ trên cao mà nhìn xuống. Tao là ai sao? Yêu ma trong giới quỷ quái vẫn thường gọi tao bằng cái tên là Lục Pháp. Lục Pháp? Lục Pháp là thằng nào? Đứa bé kia đương nhiên không biết ông lão Lục Pháp này, gằn giọng chửi đổng một tiếng, rồi nhún nhẹ bay lên vai của một người dân gần đó, gương mặt hung dữ chằm chằm nhìn lão ta. Nhưng Lục Pháp lúc này không chút để tâm, chỉ phủi tay một cái rồi quay ngược trở lại ngồi trong xe, thở dài một tiếng. Ai, nghiệt chướng mà. Đứa trẻ kia dường như không có ý định đấu đá hay giở trò gì với Lục Pháp, mà vẫn ngồi trên đỉnh đầu của người sống nọ. Người kia chỉ là một người bình thường, bị quỷ ngự trên đầu, cảm thấy có chút nặng trĩu, quyết định không đến xem cảnh tượng máu me nữa, mà lách người rời khỏi đám đông. Lục Pháp không ra tay, lão nhớ đến cái bụng bóng lưỡng đang căng tròn của thằng quỷ nhỏ mà thầm thắc mắc. Nếu hại chết một người, nuốt hồn một người sống, thì cũng không tới mức bụng lớn như vậy chứ. Thật là lạ mà. Phong đôi mắt vẫn đỏ hoe, cố gắng lắm mới đứng vững được. Vừa định ngồi lên xe cứu thương để đi theo di hài của cha mình về nhà xác, thì điện thoại đột nhiên vang lên mấy hồi gấp gáp. Linh tính dường như có điều gì đó không lành, Phong vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia chưa kịp nghe cậu nói alo, đã truyền đến một giọng thúc thích. Mẹ, sao đó mẹ? Mẹ. Phong tưởng mẹ mình đã biết chuyện cha qua đời, nào ngờ bà nức nở ở phía đầu dây bên kia. Phong à, con Linh nó uống thuốc ngủ chết rồi. Tao gọi cho ba mày hoài mà ông không có nghe máy. Mắt Phong dại đi, điện thoại rơi xuống vỡ tan màn hình, thu hút sự chú ý của ông Dũng và Hải Đăng. Cảm thấy thằng cháu mình dường như không thể vượt qua được nỗi cú sốc mất cha, ông Dũng tiến lên định xoa đầu nó. Thì đồng lúc Phong ngẩng đầu lên trời, thét lên một tiếng ai oán. Mẹ ơi, hôm nay con ăn được hai hồn, no căng bụng luôn. Đang là giữa trưa, nhưng căn phòng của Nguyệt lúc này lại tối om, tỏa ra vẻ âm u. Nguyệt ngồi trước bàn làm việc, trên màn hình máy tính đang hiện lên một gương mặt trẻ em non nớt, khi thì xa, khi lại gần, không ngừng bò qua bò lại giữa các vùng màn hình tối đen. Đứa bé này chính là con của cô. Ban đầu vốn chỉ là cái bào thai chưa thành hình, đứa bé này đã cắn nuốt gần như sạch sẽ những hồn phách, cùng với cả từng chút máu huyết trong cái bọc thai nhi trên đường đến lò hỏa táng. Mạnh được yếu thua, đứa bé này giờ đây đã có thể xuất hiện trong hình hài của một đứa nhóc 4-5 tuổi. Nguyệt hơi mỉm cười, lộ ra một chiếc răng nanh bén nhọn. Xử lý rồi sao? Có sạch sẽ không? Đứa bé kia gật đầu, nụ cười hiền hậu khác hẳn với lúc đối đầu với lão Lục Pháp. Dễ ôm hả mẹ? Thằng cha kia thì con che mắt một chút, sau đó ông ủi cái đùng vô cái bánh xe tải, óc bài bốn phương, tứ chi thẳng cẳng, hồn thì về bụng con. Thủy Nguyệt ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng mà càng tiếp xúc sâu vào chuyện này, thứ cô muốn làm đều đã có đứa quỷ nhỏ này thay cô làm, sạch sẽ gọn gàng. Cảm giác nắm tính mạng của người khác trong tay làm cho cô thấy phấn khích không thôi. Còn con nhóc kia thì sao? À, cái bà kia hả? Thì con dọa sợ một chút, cảm thấy chơi không vui nữa thì nại họng ra, nhét mấy chục viên thuốc ngủ vô, vậy là chết.
Đứa nhỏ này trả lời ung dung, giết một người mà giống như đạp chết một con kiến vậy. Nguyệt à một tiếng coi như đã hiểu, sau đó dường như nghĩ đến gì đó, ánh mắt hung ác hiện lên một tia thích thú dạo hoạt, rồi nhẹ giọng nói: mẹ có thể chơi với linh hồn con bé kia không? Chơi một chút xíu thôi, có được không? Thằng bé trong màn hình máy tính suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Hình ảnh của nó trên màn hình mất hút đi. Tiếp sau đó đã nhảy lên trên cái niệm nhúng của Nguyệt, cười hưng phấn thành tiếng: nào bé ngoan, đây không phải là lúc giỡn đâu. Một chút nữa mẹ mua sữa đến cho con, thêm đồ chơi nữa, có chịu không? Quỷ nhỏ vỗ vỗ bụng mình, sau đó nói: nhưng mà bé chưa có tên, mẹ đặt cho bé cái tên đi. Nguyệt vỗ trắng, đúng là cô chưa đặt tên cho quỷ nhỏ này. Chọn bừa một cái tên rồi lựa lời nói: con đáng yêu như vậy, từ nay về sau gọi con là Bách, có được không? Bách hả? Bách quỷ, nghe hay hay á. Rốt cuộc con cũng có tên rồi. Nguyệt thầm thương hại nhìn Bách quỷ. Đứa nhỏ này thật ra cũng tội, thứ nó mong cầu nhiều nhất chỉ có đầy đủ cha mẹ cùng với một cái tên mà thôi. Bách quỷ ném ra một đoàn hồn quang màu xám nhạt ở dưới đất, sau đó nói với Thủy Nguyệt: đồ chơi mẹ mua cho con cũng được, nhưng mà con không thích uống sữa, mẹ đổi thành máu dê máu heo mới mổ đi, có được không? Nguyệt vô thức nhìn đoàn hồn quang ở trước mặt đang dần lớn lên, tụ lại thành hình người, cứ vô thức gật đầu đáp ứng luôn ý muốn của Bách quỷ. Cái này là con nhỏ tên Linh kia đó, mẹ muốn đụng chạm được lên người nó thì phải tìm tới một cây roi dâu, hoặc nếu không có roi dâu á, mẹ tìm một cây roi gỗ có thấm nước tiểu của trẻ em á là được. Mắt Nguyệt lóe lên, dường như cô cũng rất hứng thú với cách đụng chạm mà Bách quỷ vừa mới giới thiệu cho mình. Sau đó gật gù đi ra ngoài tìm kiếm roi dâu. Cũng may là nhà ông Dũng nằm ở ngoài ô thành phố, tìm roi dâu cũng không khó khăn gì. Nguyệt đi dạo một vòng là thấy được. Thế rồi một tiếng roi vuốt xé gió đánh mạnh lên cái hồn quang kia. Gương mặt vốn dĩ đang u mê của Linh bỗng nhiên trở nên thanh tĩnh. Một roi này khiến cho hồn phách của cô bỗng chốc trở nên vặn vẹo, đau thấu tận tâm can. Là chị, tại sao tôi lại thành ra như thế này? Linh hoảng sợ nhìn cơ thể gần như trong suốt của mình. Người mới chết chưa biết mình đã chết, nhưng mà từ khoảnh khắc bị roi dâu đánh tỉnh, từ trí nhớ trước khi chết của mình, Linh đã đoán được bây giờ mình là một hồn phách mà thôi. Nhìn thấy Nguyệt đang hung ác cầm roi dâu ở trước mặt, đây là con riêng của vợ mới cưới của bác hai, Linh không hiểu tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây vào hoàn cảnh này. Nhưng nhìn qua bên khung cửa sổ, rèm vải rung lên, một bóng con nít tuột xuống. Nó nhìn Linh cười lên một cách đáng sợ. Linh bỗng chốc đã hiểu ra. Là chị, chị nuôi quỷ, chị cho nó đến giết tôi. Linh dùng hết hồn phách của mình mà lao đến muốn ăn thua đủ với Nguyệt. Nguyệt vừa muốn vung roi đánh xuống người Linh thì đột nhiên một gương mặt quỷ màu đen xuất hiện, chấn văng Linh ra ngoài, khiến cho cô lăn mấy vòng. Ai cho mày cái gan đụng mẹ tao? Bách quỷ nhe răng, dùng gương mặt hung ác tàn bạo nhìn Linh, sau đó lại chuyển sang một mặt ngoan hiền nhìn mẹ mình. Tại sao? Tại sao mày làm như vậy hả Nguyệt? Tao làm gì mày? Linh vừa bị đánh đau, vừa co cụm người, vừa khóc lóc hỏi Nguyệt. Nguyệt chỉ cười lạnh một tiếng rồi đáp: vì sao hả? Vì mày có đủ cha đủ mẹ, đủ ăn đủ mặc, mày chẳng cần lo lắng gì hết. Nhắc đến cha mẹ, Nguyệt đột nhiên nhớ đến một chiêu mà cô cũng coi đây là hiểm ác. Cô nháy mắt ra hiệu với Bách quỷ. Bách quỷ cũng không hiểu, nhưng đó là lời của mẹ nó, nó chỉ có thể nghe theo mà thôi. Xoa xoa cái bụng nhỏ của mình,
nó lại phun ra một đoàn hồn quang thứ hai. Nguyệt đứng chắp tay nhìn vào đoàn hồn này nhanh chóng tụ hình, sau đó cười nói với Linh. Mày ngẩng đầu lên mà coi, đây là ai? Gần như ngay lập tức, Linh thét lên trong kinh hãi, bởi vì cô nhìn ra được hồn phách kia chính là cha mình. Mày làm gì cha tao? Linh hoảng sợ, nước mắt cô giàn giụa chảy xuống. Có điều mỗi một giọt nước mắt rơi chưa chạm đất đều sẽ bị tan biến đi, hóa vào hư không. Nguyệt búng tay ra lệnh, cho nó đánh hồn phách cha nó đi. Bách quỷ nhíu mày, nhưng rồi cũng dạ vâng một tiếng. Cơ thể của Linh dường như mất đi kiểm soát, 10 đầu ngón tay dựng lên, xong đến tấn công cha mình. Ông Hùng hiện tại u mê mờ mịt, nhưng giống như Linh, càng bị đánh đau thì lý trí càng nhanh chóng trở về bên linh hồn. Ông tỉnh táo lại, nhìn quanh một lượt đã hiểu ra hoàn cảnh, hiểu ra nguyên nhân do đâu mà mình chết, do đâu mà mình ở đây. Nhìn mặt con gái mình, con bé đang liên tục cào cấu cơ thể của ông, vừa giàn giụa nước mắt, vừa liên tục nói lời xin lỗi. Trong lòng ông nhói lên từng nhịp. Linh à, cha xin lỗi con, là cha không bảo vệ được cho con. Nhìn thấy cảnh hai cha con tình thương mến thương như vậy, Nguyệt càng ghen ghét hừ lạnh. Cô ta gắt gỏng quát, bịt miệng cái thằng già đó lại, làm cho thằng già này cũng đánh cô gái mình đi. Đánh đến lúc hồn phi phách tán, đánh cho đến lúc không đánh được nữa thì thôi. Mệnh lệnh của Thủy Nguyệt, bách quỷ thi hành. Trong phòng của Nguyệt lúc này chỉ còn lại hai linh hồn từng là máu mủ ruột thịt, đang không ngừng đánh nhau. Mỗi một lần va chạm lại có một đám ánh sáng màu xám nhạt loang nhẹ bay ra bên ngoài. Đó là dấu hiệu của linh hồn bị thương tiêu tán. Ông Hùng cắn chặt răng, ông cùng với con gái chết thì cũng thôi, chỉ hy vọng rằng vợ và con trai của mình không bị gì. Mà nghĩ đến, ông càng lo lắng cho anh hai của mình. Cưới vợ được khuyến mãi hai đứa con riêng rồi, bây giờ còn được tặng thêm một thằng quỷ nhỏ vào nhà. Nhưng mà cũng chỉ là lo lắng suông. Ông bây giờ đã là người đã chết, chỉ là một đoàn linh hồn, có thể làm gì nữa đâu. Cũng vào lúc này, ở tại một căn phòng khác, một ngôi nhà khác đang tràn ngập tiếng khóc thương của người mẹ người vợ. Phong đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy thi thể của em gái mình đang nằm trên giường. Dưới sàn nhà còn vương vãi rất nhiều viên thuốc ngủ. Cậu không hiểu tại sao đứa em gái vẫn luôn hòa đồng, luôn yêu đời tươi cười, giờ lại tự sát. Cùng với sự giúp sức của ông Dũng và Đăng, chiếc hòm rất nhanh chóng được chuẩn bị xong xuôi. Một chiếc cưỡi về nhà, một chiếc cưỡi đến nhà xác, đợi bên pháp y gọi điện báo thi thể đã được khâu lại toàn vẹn, rồi mang về làm hậu sự. Để cho Đăng đi lo liệu sự việc, cuối cùng ông Dũng mới nhớ tới người sáng nay đến trước nhà mình xin nước. Sự việc đường đột xảy ra đến mức này đã chứng minh lời nói của ông không sai, trong nhà có trùng tang rồi. Nhìn thấy ông ấy dường như bị lãng quên ngồi ở một góc, trầm ngâm hút thuốc. Ông Dũng tiến lại gần, vờ xin điếu thuốc để bắt chuyện. Hỏi tên mới biết ông tên là Lục Pháp. Coi như gặp gỡ của chúng ta là duyên, chỉ bằng thể giúp gia đình tôi lo lắng hậu sự, an bài mọi thứ. Xong xuôi tôi sẽ gửi tiền công quả cho thầy. Lục Pháp nhìn ông Dũng, trong lòng đang thầm nghĩ, không biết cuộc gặp này là duyên hay là nghiệt. Chính ông ta trước quỷ vào nhà mà còn không biết. Nhưng mà Lục Pháp cũng không đem lời này nói ra, bởi vì dù sao người cũng đã chết. Bây giờ nếu như không nghĩ cách bắt được cái bông nhi kia, tiếp tục để nó ở bên ngoài gây hại nữa, thì nhắm chừng ngay cả mạng của ông Dũng cùng với thằng con ruột cuối cùng cũng không giữ được. Lục Pháp cũng nhận chuyện đám tang cho hai cha con nhà này. Ông an bài mọi thứ, ngay cả việc cầu siêu cũng tự mình làm.
nhìn thấy một lão già ăn mặc có chút không được chỉnh tề, đi tới đi lui lo đám tang trong nhà. Tuy rằng có làm cho người nhà ông Hùng không vừa lòng, nhưng nghe đến người này là thầy pháp cao tay, được ông Dũng mời đến, thì cũng không ý kiến gì thêm. Cộng thêm việc mới 2 ngày trước, bà Phùng mới vừa qua đời. Bây giờ con ruột cùng với cháu gái của bà cũng đi theo. Điều này làm cho người ta không nhịn được, mà trong lòng dấy lên nhiều loại nghi ngờ bất định. Nói chung, quanh đi quẩn lại, vẫn là câu chuyện nhà ông Dũng dính phải chuyện trùng tang liên tán. Ông Dũng cảm thấy ở đây cũng không còn chuyện của mình nữa, cho nên quyết định để Hải Đăng về nhà một chuyến, coi nhắn nhủ mấy lời tới mẹ kế của nó. Hải Đăng mặt nặng mày nhẹ, nhưng không dám trái lời cha. Đa phần là bởi vì anh cũng muốn về thắp hương cho bà nội. Việc hương hỏa trên bàn thờ của bà chắc chắn không thể trông cậy gì nổi ở mấy mẹ con kia rồi. Phú nháy mắt với lão Lục Pháp, sau đó mang theo ý cười lên xe của Hải Đăng cùng trở về. Hắn ta vốn nghĩ tìm đến một lão thầy pháp nào đó để nói mấy lời điêu ngoa dụ dỗ ông cha dượng lắm tiền nhiều của này một mớ. Nhưng không ngờ sự việc phát sinh lồi ra thêm một đống việc, nghĩa là tiền cũng nhiều thêm, cho nên không thể không cười. Trước khi rời đi, Đăng còn đến chỗ Lục Pháp nói mấy lời xin lỗi, hy vọng ông đừng để bụng chuyện sáng nay cậu sất sực. Lục Pháp mỉm cười đáp lại, khách sáo nói vài câu, sau đó còn tự mình tiễn Đăng ra ngoài xe. Cậu cảm thấy người thầy pháp này có đức có độ, tự dặn lòng sau này không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Có điều Đăng lẫn Phú đều không biết rằng, ngay khi cửa xe ô tô vừa mở ra, cũng là lúc tay áo của Lục Pháp lật nhẹ, một lá linh phù màu vàng bay vọt vào trong đó, im lìm dán chặt lên ghế sau của xe. Ông thi pháp một chút, sau đó mới âm thầm thở dài, đi vào bên trong tang đường, bắt đầu chủ trì tang sự. Ông lấy từ trong tay nải ra một bộ bà ba giản dị, mặc lên người, rồi rửa sạch gương mặt, tóc búi lên cao ở sau đầu. Nhìn phong cách giống như mấy ông già miền Tây thường thấy trên TV. Ông cầm 3 nén nhang ở trước đầu, sau đó đứng trước di thể của Linh mà khấn: Nam bảy nữ chính, ba hồn chính vía, mau đến nghe đạo, biết sai biết trái, biết nhân biết quả, rũ bỏ hồng trần, nhập vào lục đạo, luân hồi chuyển kiếp. Nhân làm điều thiện ắt có báo đáp, màu 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 màu. 3 cây nhang trong tay Lục Pháp không ngừng đưa lên rồi lại hạ xuống. Xuyên suốt quá trình đọc hồi hồn văn chú của mình chưa từng dừng lại. Lão nhìn xác của Linh một lần, hơi ấm trên cơ thể đã sớm tản đi từ lâu, nhưng ít ra hồn phách phải ở quanh nhà này. Có điều lão đã đi quanh nhà một lượt cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, cho nên từ nãy tới giờ không ngừng niệm họ tên ngày sinh của Linh cùng với hồi hồn văn chú, nhưng một chút động tĩnh cũng không có được. Dường như linh hồn cùng với thân thể này đã bị cắt đứt hoàn toàn. Lục Pháp nhíu mày, đột nhiên cạch một tiếng, một trong 3 nén hương lão đang cầm khấn vái gãy làm đôi, rơi xuống châm vào mu bàn chân của lão, nhưng lại chẳng thấy đau. Bây giờ trong đầu ông ta chỉ còn lại hình ảnh của quỷ nhi sáng nay chạm trán với mình, cái bụng căng tròn quá khổ, chứa đựng một linh hồn trong đó. Lão nhíu mày, sau đó lại nhìn thi thể của Linh, lấy cớ xem xét bên ngoài cơ thể người chết để làm pháp cầu siêu. Phong cũng đồng ý cho ông đến gần xác của em mình. Linh đã được thay sang một bộ váy màu vàng nhạt, có thật nhiều cánh hoa cúc họa mi trên đó, nằm nhắm mắt im lìm. Bởi vì đây là thi thể của thiếu nữ Đồng Trinh, cho nên Lục Pháp không tiện đụng chạm. Ông dùng một cây thước gỗ trong túi vải của mình chậm rãi vén tóc cô, thấy trên đó xuất hiện rất nhiều dấu tay nhỏ của con nít. Loại dấu tay ma này cũng chỉ có người có pháp nhãn như ông mới thấy được. Dựa vào đây, ông có thể chắc chắn 100% rằng cái chết của 2 đứa con nhà này là bởi vì vong nhi kia gây ra. Lục Pháp bấm quẻ một chút, sau đó vẫn quyết định để cho Linh nhập quan, rồi mang đi hỏa thiêu cùng một lượt với ông Hùng vào sáng sớm ngày mai.
Bây giờ đây hậu sự của Linh đã xong, chỉ đợi xác ông Hùng trả về, làm thêm một đợt nữa là xong. Lục Pháp nhìn sắc trời, chỉ hy vọng rằng Phong Nhi khi biết đủ, không nên làm quá nhiều điều ác, như vậy ông rất khó xử. Lại nói Thúy Nguyệt mang về một mớ đồ chơi con nít, làm cho bà Mai cảm thấy hơi quái lạ. Sáng nay bà cũng nghe thấy mấy tiếng chửi mắng lanh lảnh trong phòng của con. Gặng hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là sáng nay cô xem phim ma. Còn đối với số đồ chơi này, cô chỉ nói rằng bởi vì ngày bé không có điều kiện mua chơi, bây giờ dư giả rồi, muốn thử chơi lại chút ít. Bà Mai nghe vậy mũi lòng, cảm thấy thương con mình nhiều hơn. Thằng Phú cha chết không nói, đằng này con Nguyệt, cha nó ở tù mấy năm đó, rồi bạc vô âm tính, để lại mình bà chăm sóc hai đứa nhỏ không biết mặt cha. Trở lại phòng mình, nhìn hồn phách của hai cha con ông Hùng đã mờ ảo đến mức gần như trong suốt, Nguyệt nhoẻn miệng cười một nụ cười khinh miệt. Đây chính là bởi vì cô cho bách quỷ điều khiển hai cha con đánh nhau, đánh đến độ hồn phách hóa thành mảnh vỡ bay tứ tung, nhưng không làm cho họ biến mất hoàn toàn. Không phải vì thương xót hai người, mà vì cô ta muốn giữ cái thú vui này lại, từ từ giày vò cha con họ. Vì cớ gì bọn họ sinh ra đã được gia đình hạnh phúc, đã ở trong nhung lụa, đã được hưởng đầy tình yêu thương của mọi người. Còn Thủy Nguyệt cô, vì sao khi sinh ra lại là con nhà nghèo, lại không có cha, để mỗi ngày đi học đều bị chúng bạn chế giễu, là cái đứa mồ côi. Bách quỷ nhận lấy bịch máu dê mà Nguyệt vừa mới mua, vui vẻ ở một bên vừa uống vừa nói chuyện. Nó có tình cờ đề cập tới lão già đến xin nước sáng nay, cũng có nói ra suy nghĩ của mình, rằng dường như lão ta là thầy Pháp. Nhắc đến lão, Nguyệt cũng thấy lạ, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác hồi hộp khi nhìn đến lão ta. Cảm giác này làm cho cô thấy chột dạ. Dường như lão ta đã biết con ở chỗ mẹ rồi. Câu nói này của Bách Quỷ làm Nguyệt chú ý. Việc dùng nó có thể giết hai mạng người làm cho cô ta thích thú, càng thấy mình tài giỏi. So ra Nguyệt thấy mình không kém với những người pháp sư kia, huống hồ gì là lão trông chẳng khác nào một ăn xin. Nguyệt thầm tính toán một chút, sau đó gật đầu, thủ thỉ nói: nếu muốn chơi, vậy thì chúng ta chơi với lão một chút. Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài. Đó là giọng của Phú đang kể lại những việc đáng sợ đã gặp hôm nay cho bà Mai nghe. Đăng thì đi vào phòng thờ của bà mình. Anh cũng biết sự đáng sợ của trùng tăng, cho nên sợ rằng nếu như không giải quyết được, nó sẽ còn lan đến tận cha mình ở bên này. Đến lúc đó thì nguy to. Đăng liên tục cầu nguyện bà nội phù hộ cho mình cùng với cha bình an. Ở trong đó một lúc lâu, anh mới ra ngoài tắm rửa, quyết định không nghỉ ngơi mà trở lại nhà chú ba xem có cần phụ giúp gì thêm hay không. Dù sao thằng Phong cũng chưa đầy 20, chẳng thể gánh vác được gì nhiều. Đăng có hơi ngạc nhiên vì thấy Nguyệt đứng đợi cạnh xe mình. Không để anh mở lời, cô đã lên tiếng trước: Nghe nói Linh mất rồi. Nói đến đây, cô làm bộ che miệng, hốc mắt bắt đầu rưng rưng, nói bằng giọng thúc thích: mới hôm trước tụi em còn nói cười vui vẻ ở bữa tiệc, còn chụp ảnh chung nữa. Nguyệt đưa ra điện thoại của mình, ảnh nền chính là cô cùng với Linh. Đăng ậm ừ một tiếng. Hôm đó anh cũng thấy con bé này thân với em họ của mình. Anh gật đầu rồi mở cửa cho Nguyệt leo lên xe. Hai nhà cách nhau không xa lắm, phải đi ngang qua chùa, rồi thêm một con đường vắng nữa. Đoạn đường này bình thường có rất ít xe cộ qua lại. Bởi vì nóng lòng muốn đến đám tang sớm, nên Đăng định nhấn chân ga, thì đột nhiên Nguyệt khóc nức nở. Tiếng khóc văng vẳng trong xe làm cho Đăng cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì mấy ngày nay anh đã nhận đủ cảm giác tang thương rồi. Đăng đạp phanh gấp, chiếc xe dừng lại khiến cho Nguyệt giật mình. Cô ngẩng đôi mắt vàng giũa nước nhìn Hải Đăng.
để khóc nữa. Đăng còn chưa kịp nói hết lời, Nguyệt đã tháo dây an toàn mà nhoài người về phía anh, cả gương mặt áp sát lên ngực anh. Đăng bị hành động này làm cho giật cả mình. Anh không ngờ cô ta lại có hành động như vậy. Buông ra! Anh quát lớn một tiếng, hoàn toàn không có hứng thú gì với đứa em không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ này. Nhưng anh càng đẩy, cô ta càng nhào tới, cuối cùng trực tiếp chạm lên môi anh. Cái chạm môi này khiến cho âm thanh trong chiếc xe trở nên im bặt. Bàn tay lạnh ngắt của Nguyệt bắt đầu luồn qua khe áo sơ mi của Đăng, mơn trớn trên bộ ngực săn chắc kia. Hải Đăng cảm giác đầu óc của mình lúc này dần mụ mẫm đi, không còn thanh tĩnh nữa. Ngay tại thời điểm giữa mê loạn cùng tỉnh táo chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng, thì một tiếng quát uy nghiêm vang lên trong xe. Phá! Tiếng quát này khiến cho Nguyệt bật ngược người ra sau, lưng đập mạnh lên thành cửa. Gương mặt của cô ta cũng bắt đầu biến hóa, lúc xanh lúc trắng, vô cùng đáng sợ. Đăng nhìn thấy liền hoảng hốt đạp cửa, phóng thẳng ra bên ngoài. Nguyệt trợn mắt nhìn xung quanh chiếc xe. Cô nhìn thấy một lá phù màu vàng, không biết từ bao giờ đã được giấu sau ghế ngồi. Lúc này đang tản ra từng đợt kim quang nhẹ nhẹ. Biết rằng lão thầy pháp kia chơi mình, nhưng Nguyệt cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ hừ lạnh một tiếng mà xé lá bùa đi, chuyển sang ngồi ở bên ghế lái, đạp ga đuổi theo Đăng. Lại nói Lục Pháp đang niệm kinh cầu siêu cho Linh thì đột nhiên mắt trợn lên, khóe miệng trung rẩy, dường như muốn trào máu. Cố gắng lắm lão mới nuốt ngược trở xuống, điều chỉnh hô hấp một lát rồi mới thở dài, nghiến răng mà nói: Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Lá phù lão để trong xe Hải Đăng đã bị xé xuống, điều này chứng tỏ người trong xe đã không còn. Lá phù đó được gọi là vận dương phù, có khả năng khuếch tán dương lực của người gần bên lên đến chục hoặc trăm lần, bước lui yêu ma quỷ quái muốn hại người, với một điều kiện duy nhất, đó chính là người đó phải ở cạnh lá phù. Lá phù này bị phá nghĩa là không có dương lực duy trì. Lục Pháp đoán rằng Hải Đăng đã bị dọa sợ mà chạy ra khỏi xe rồi. Lục Pháp tìm tới chỗ Phong, bịa rằng mình còn thiếu một số đồ dùng để thi pháp, cần phải đích thân đi mua, mượn một chiếc xe máy. Đạo chú huyết lạc truy ma. Lục Pháp vừa phóng lên xe đã lấy từ trong túi vải của mình ra một mớ hình, xếp thành một con chim có hình dáng quái lạ. Hình dáng con chim này không giống chim hạc mà thầy Pháp thường sử dụng trên phim, và nếu lại gần nhìn kỹ một chút thì đó chính là một loại chim tượng trưng cho nội giống lạc hồng, chim lạc. Bởi vậy pháp thuật này mới có tên là huyết lạc truy ma. Lục Pháp bắt quyết rồi cắn đầu ngón trỏ, dùng máu của mình điểm lên đầu chim lạc, tạo thành hai con mắt, sau đó ném lên không trung. Lá phù cũng được vẽ từ máu của ông mà thành, cho nên lần này truy tung hẳn là có thể tìm đến chỗ lá phù bị xé xuống. Vặn tay ga thật nhanh, Lục Pháp đuổi theo con chim hạc được thi pháp bay trên đỉnh đầu. Rõ ràng hướng đi này chính là về nhà của Hải Đăng, ngôi nhà mà sáng nay ông vừa đến xin nước. Khi đến địa phận con đường vắng kia, Lục Pháp cảm nhận được một cỗ âm tà tử khí đập vào mặt mình. Điều này càng khiến cho lão tai chắc chắn 10 phần, tai ga càng vặn nhanh hơn. Và chẳng mấy chốc, lão đã nhìn thấy một người thiếu niên đang chật vật chạy về phía mình. Phía sau còn có một chiếc ô tô chậm chậm đuổi theo, dường như đang chơi trò mèo vờn chuột. Hải Đăng từ xa nhìn thấy bóng dáng của ông, giống như nhìn thấy được vị cứu tinh của đời mình, không ngại mấy bước cuối cùng mà chạy nhanh đến trước mặt, lớn giọng kêu cứu: Quỷ, nó là quỷ, cứu cháu với! Lục Pháp phóng xuống khỏi xe máy, chạy đến đỡ Hải Đăng đứng lên. Ông nhìn về chiếc ô tô kia, có thể thấy được bóng dáng của một cô gái ngồi ở trên ghế lái. Lục Pháp vỗ vai Hải Đăng: Là một giọng nhi sao? Không phải, là con bé sáng nay ngồi ăn cơm với cháu. Lục Pháp nghe vậy chỉ một thoáng giật mình. Quả nhiên
suy đoán của ông chính xác rồi. Chiếc xe thắng két lại ngay trước mặt ông. Cạch một tiếng, cửa xe mở ra. Nguyệt từ trên xe bước xuống, dáng vẻ thanh thuần ngọc khiết, giống như chưa từng có chuyện gì. Vừa cười vừa lễ phép cúi đầu chào Lục Pháp. Ông có chút thất thần nhìn cô ta, cánh tay muốn đưa lên nhưng rồi lại thôi. Sau đó ông mới một lần nữa nghiêm mặt, mở ra pháp nhãn nhìn xung quanh Nguyệt một lượt, hoàn toàn không nhìn thấy Bông Nhi kia đâu. Bông Nhi kia đâu rồi? Lục Pháp cảm thấy trong chuyện này dường như có điều bất thường, gằn giọng hỏi Nguyệt. Bây giờ mới hỏi thì muộn rồi ông già. Vừa mới mở miệng thì dáng vẻ thanh thuần ngọc khiết của Nguyệt đã tan biến đi đâu mất rồi. Nhớ lại lúc làm lễ đến giờ không thấy ông Dũng lần thứ hai, Lục Pháp mới hỏi Hải Đăng. Cha cậu đâu? Ông ấy đi đâu rồi? Hải Đăng cũng ý thức được bất ổn, bèn đáp ngay. Cha con đã đi đến nhà xác đón linh cữu chú ba về rồi. Lục Pháp vỗ trán một cái, xem ra ông quên mất việc này rồi. Nhất định là Dông Nhi kia đã đến chỗ xác ông Hùng để giở trò. Lục Pháp chỉ liếc mắt nhìn Nguyệt một cái để ẩn ý, đến cả cô cũng không hiểu được cái nhìn quái lạ này rốt cuộc là sao. Nhà xác đi đường nào? Lục Pháp vội vàng hỏi. Hải Đăng cũng vội vàng dựng xe lên, không dám đi chiếc ô tô của mình nữa, mà phóng lên chiếc xe máy của ông Pháp chạy tới. Đây cũng chẳng có biết được. Nguyệt nhìn cả hai rời đi, cô ta cũng không đuổi theo mà quay đầu đi bộ về nhà mình. Bây giờ cô đích thực xem nhà ông Dũng thành nhà của mẹ con cô rồi. Bởi vì ông Dũng đã được định sẵn là hôm nay chắc chắn sẽ phải chết, khối tài sản của ông ít ra cô cũng phải được một phần chứ. Dù sao mẹ cô cũng đang là vợ hợp pháp trên giấy tờ của ông ta. Lục Pháp ngồi sau xe âm thầm líu lưỡi. Cái thằng này không đội mũ bảo hiểm mà cứ phóng 90-100. Lão chỉ sợ rằng chưa kịp đến để trừ quỷ thì đã thành quỷ trước rồi. Lục Pháp liên tục kêu gọi Hải Đăng giữ bình tĩnh, mà cậu ta vẫn làm như không nghe thấy, tai vẫn vặn ga như điên hướng về phía nhà xác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô nam mô. Lục Pháp quên bén mất cuộc gặp gỡ ban nãy giữa mình với Nguyệt. Bây giờ chỉ còn lại việc cầu trời khấn Phật sao cho an toàn đến nơi đến chốn. Là chiếc xe kia! Hải Đăng hét lớn một tiếng. Anh đã nhìn thấy chiếc xe đang chở quan tài của chú ba. Cha mình đang ngồi ghế phụ. Anh điên cuồng vặn ga đuổi theo, mặc cho có bóp kèn cũng như đập mạnh vào thùng xe như thế nào, người bên trong vẫn dường như không nghe thấy. Không ổn rồi, người bên trong đó đã bị che mắt rồi. Lão Lục Pháp nhìn thấy xe vừa đến lúc đoạn đường vắng người, lão cho Hải Đăng điều khiển xe chậm lại một chút, còn mình móc ra một lá phù đã được vẽ sẵn. Sau đó đợi xe máy tiếp cận được chiếc xe chở hòm kia, lão mới nhoài người đánh mạnh lá phù lên vách xe, sau đó bắt đầu niệm chú. Hải Đăng soi sáng, phá cõi u mê, người đang nhập mộng cấp tốc quay đầu, đảo chú phá huyễn phù, cấp cấp như lệnh. Lão vừa niệm xong chú thì lá bùa lóe sáng lên một nhịp, chiếc xe kia cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Sau đó Hải Đăng cắn chặt lao lên phía trước, cắt đầu chiếc xe rồi dừng phát lại. Lục Pháp gào lên. Trời ơi, cậu làm cái gì vậy? Lão cũng hú hồn. Lỡ như ban nãy mà lá phù không kịp hiệu nghiệm thì bây giờ hai người nằm dưới bánh xe rồi, hệt như cái người đang nằm trong quan tài kia. Trải qua chuyện này, Lục Pháp đã sinh ra một thành kiến vô cùng nặng với giới Racing Boy. Chưa kịp để người bên trên bước xuống, Hải Đăng đã lao đến đập cửa thùng thùng. Cậu nhìn ba mình vẫn đang ngơ ngác mà lo lắng hỏi. Bắt nãy mọi người làm sao vậy? Có bóp kẹn đập cửa như vậy mà không nghe thấy gì sao? Đăng hỏi, nhưng ngay cả tài xế cũng mơ màng trả lời. Bọn họ nào có nghe thấy tiếng kẹn xe hay cái gì đâu. Đăng mới kể lại mọi việc đơn giản một lần. Ông Dũng cũng há hốc mồm ngạc nhiên, không nghĩ rằng đứa con riêng của vợ mình lại đáng sợ như vậy. Như thế này
thì cái chết của má ông, của em ông, cháu gái ông cũng đều do một tay ông trước quỷ về nhà. Không để cho ông Dũng dằn vặt, phía sau thùng xe truyền đến một tiếng nổ không lớn không nhỏ, nhưng lại đủ khiến cho mọi người ở đây giật mình. Rầm một cái quan tài chẳng hiểu bằng cách nào lại có thể rơi từ trên thùng xe rơi xuống đường. Sau đó nắp quan tài cũng bật tung, rơi sang một bên, làm cho mọi người kinh hoàng. Lục Pháp móc ra một lá linh phù, sau đó chậm chậm đi về phía sau. Ngay cả cái người lái xe hòm cũng vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc, đi nép sau lưng Lục Pháp, tiến lại gần quan tài. Không biết ai là người đầu tiên thét lên, nhưng nếu đã có người thứ nhất thì sẽ có thêm người thứ hai. Bởi vì một người trong quan tài đang chậm chậm ngồi dậy. Người này không phải là gương mặt dập nát của ông Hùng, em trai ông Dũng, mà là gương mặt quen thuộc Hải Đăng cùng với lão Lục Pháp mới gặp cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ. Là Thủy Nguyệt. Cái xác ngồi dậy, đầu quay lệch sang một bên trái, mắt đột nhiên mở ra, chỉ toàn là lòng trắng, nhìn cả đám người. Đám người chỗ hòm không còn quan tâm thêm bất cứ điều gì nữa, mà quay người bỏ chạy thẳng, một cái quay đầu cũng không nhìn lại. Lục Pháp vừa nhìn đã biết ngay. Thì ra con bé này đã sớm chết rồi. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi nói ra lời này, cả Đăng và ông Dũng cũng có thể thấy được trên gương mặt của Lục Pháp thể hiện rõ một nét gì đó rất thống khổ, dường như lão ta đang rất đau lòng. Thủy Nguyệt dường như không quan tâm lắm đến sự ngạc nhiên của mọi người, mà chỉ gật gù, thản nhiên hỏi lão Lục Pháp. Ông đến đây trấn tôi sao? Vậy còn cái nhà đang tiến hành tang lễ kia, không có ai ở đó nữa, tính như thế nào? Lão Lục Pháp trăm tính vạn tính, cũng không thể tính được rằng Thủy Nguyệt mưu mô xảo quyệt đến như vậy. Chỉ trong một cái nháy mắt đã khiến cho lão phải chạy từ đầu này đến đầu kia. Bỗng nhiên điện thoại của Hải Đăng vang lên. Bên kia đầu dây là số điện thoại của sư thầy trụ trì Vĩnh Ninh. Hải Đăng nhấc máy, sau đó chuyển cho Lục Pháp. Bên này đã có ta chăm lo cho hồn phách của hai cha con họ. Chỉ là quấy phá một chút thôi, cầu siêu thì liền an ổn thôi mà. Thì ra Lục Pháp cũng đã sớm có an bài trước, nhờ sư trụ trì Vĩnh Ninh đến trấn tràng tại đám tang của ông Hùng và Linh. Mọi việc đúng như ông dự đoán. Ở bên đó là nghiệt duyên của thi chủ, người tự lo liệu cho tốt đi. Đó là câu nói cuối cùng trước khi sư thầy tắt máy. Lục Pháp thở dài một hơi, sau đó tiến lên phía trước, chắn trước mặt mọi người. Cũng đến lúc nên đấu pháp rồi, có phải không? Lúc này, Lục Pháp đứng thẳng người, dáng thẳng tắp như trường thương, chẳng còn chút già nua yếu ớt nào như trước cả. Ông chầm chầm nhìn Thủy Nguyệt, Nguyệt cũng chầm chầm nhìn ông. Sau đó cô phất tay một cái, từ trong cái quan tài phóng ra một đứa quỷ nhỏ, gầm gừ nhìn Lục Pháp, gương mặt dữ tợn nhô lên. Lão cha, gặp lại rồi. Lục Pháp tự nhiên nở một nụ cười, không giận không vui. Cháu trai, gặp lại rồi. Lục Pháp rút ra một lá phù màu vàng rồi ném lên không trung, trên đó hóa thành một đầu chim lạc bắn về phía Thủy Nguyệt. Mà cô cũng ra lệnh một tiếng, bách quỷ đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám khí đen quấn quanh người mình. Lão Lục Pháp thấy như vậy thì biến sắc, lão ta khổ sở nói: Không ngờ rằng
con lại đạt tới cảnh giới người quỷ tụ làm một như vậy, đã không còn cách nào siêu độ nữa rồi. Ai là con của ông? Nguyệt trong màn khối đen dày đặc quát lớn một tiếng. Đám khối đen tản ra quanh người, hình thành từng mũi dao nhọn quấn quanh 10 đầu ngón tay của cô. Lục Pháp nhìn kỹ một lần nữa, đó là Nguyệt, nhưng bộ dáng ban đầu đã biến mất rồi. Thay vào đó là một gương mặt dữ tợn, hai chân mày đều dính máu, giống như bị thứ gì đó gặm cắn qua. Sắc mặt trắng bệch giống như một tờ giấy, khóe mắt và miệng vẫn còn đang chảy máu, trong kẽ răng còn có thịt nhão. Con ăn xác của ông hùng kia rồi sao? Lục Pháp không dừng lại mà còn đẩy nhanh tốc độ thi pháp, khiến cho chim lạc của mình nhanh chóng lao đến đối phương. Đạo phục Bách Lạc Quấn Thần. Đồng thời cánh tay của Nguyệt cũng giương lên, 10 đầu ngón tay sắc bén bắn ra vô số dao găm màu đen lao về phía Lục Pháp. Ông xoay người né tránh, điều khiển chim lạc trước tiên lượn một vòng quanh người mình. Phá! Ông dẫm chân, rồi sau đó hét lớn một tiếng. Chim lạc nổ tung, phân hóa thành đúng 108 con chim lạc giống hệt như cũ, tạo thành thiên la địa võng, đánh rơi lưỡi dao găm của Nguyệt, sau đó vây quanh cô ta. Tiếp theo Lục Pháp lập tức rút ra một thanh kiếm bằng gỗ đào, bên trên đó được khắc xuống vô số phù văn khác nhau bằng chữ Nùm, thậm chí còn có rất nhiều hình ảnh chim lạc đang không ngừng bay lượn như trên trống đồng Đông Sơn vậy. Trảm tà diệt mỹ, Lạc Linh! Lục Pháp kêu lớn một tiếng, chân phải dẫm lên càn, chân trái dẫm lên côn, rồi đạp bước thất tinh lao về phía Tuyển Nguyệt, muốn dùng một kiếm này đánh tan hồn phách Phong Nhi kia. Bởi vì lão đã sớm nhìn ra được rằng trong thân thể đã chết của Nguyệt vừa có hồn phách của cô, mà cũng có quỷ hồn của Bách Quỷ, bằng không sao có thể mạnh được như vậy. Nhưng mà Lục Pháp vừa đến thì trong đám chim lạc đang vây quanh đột nhiên xuất hiện một cánh tay trắng nõn. Cánh tay này mang theo quỷ khí, tung một chưởng lên mạng sườn của lão ta, khiến cho lão ta không kịp trở mình mà trượt ra bên ngoài, miệng phun một đốm máu. Nguyệt không dừng lại, cô la hét phóng về phía ông Dũng. Đến bây giờ, chấp niệm lớn nhất của Nguyệt chính là chiếm được tài sản trong nhà ông, cho nên giết ông Dũng thì gia sản mới được chia. Đến đó cô thừa sức dùng các thủ đoạn quỷ quái để biến thành một người hợp pháp mà kế thừa tài sản. Chấp niệm nặng quá. Lão Lục Pháp than ngắn thở dài, sau đó lại dùng kiếm rạch ngón tay giữa của mình, lấy máu quét lên những phù văn đồ án trên thân kiếm, khiến cho những hình thù này lóe lên ánh sáng lấp lánh. Rồi sau đó ông ném mạnh về phía Tuyển Nguyệt. Mũi kiếm như lao bút đi, đâm thẳng vào cánh tay của Tuyển Nguyệt, khiến cho cô giật nảy mình rơi xuống đất, kêu gào thảm thiết. Lục Pháp nắm một lá phù lao đến, muốn trấn áp Tuyển Nguyệt, thì ngay lúc này cô ta đã biến mất. Sau đó một lần nữa xuất hiện ngay bên cạnh Hải Đăng, muốn tung tay đâm chết cậu. Lục Pháp hừ lạnh, lão vội vàng nhặt kiếm lao đến, chém một cái thật mạnh vào cánh tay kia, khiến cho nó bắn ra quỷ huyết giàn giụa khắp nơi. Hải Đăng cùng với ông Dũng không dám chạy trốn, cũng không dám ở lại đây. Ở lại thì quá nguy hiểm, mà chạy thì không có Lục Pháp bảo hộ, tình thế này không biết phải làm sao mới phải. Đột nhiên Nguyệt lung lay cơ thể, lão đảo giống như muốn ngã đi. Sau đó cô ngẩng đầu lên trời, gầm thét một tiếng thật dài, bả vai còn đột nhiên nhúc nhích, sau đó mọc ra cái đầu thứ hai. Cái đầu này là của thằng nhóc gương mặt xấu xí vô cùng, vừa nhìn liền biết ngay là Bách Quỷ kia. Đứa nhỏ cất giọng lanh lảnh, khó nghe vô cùng. Mẹ, con cùng mẹ giết lão già này đi. Nói xong, cả hai mẹ con cùng lao đến, điên cuồng tấn công, khiến cho Lục Pháp chỉ có thể vừa đỡ vừa lui. Mẹ con cùng chung xác đã trở thành mẫu tử quỷ đồng. Cuối cùng, lão dường như quyết định điều gì đó, lão quát: Lục Pháp, pháp thứ nhất, Bạch Hổ Thần Phù. Một thoáng mắt đã có 3 lá phù xông ra bên ngoài, hóa thành 3 đầu bạch hổ, đánh mạnh lên người mẫu tử quỷ đồng.
Bạch hổ này rất mạnh, vừa đánh lên người liền khiến cho mẫu tử quỷ đồng bật ngược về sau, khóe miệng liên tục trào ra máu đen. Mà bạch hổ cũng tan biến, hóa thành một luồng kim quang, quay trở lại bên người của Lục Pháp. Bạch quỷ dường như không cam lòng yếu thế, cái đầu này của nó không ngừng ngẩng lên trời mà gào thét. Sau đó phía sau lưng Thủy Nguyệt, cũng là của nó, lúc này mọc ra rất nhiều sợi dây leo, đâm về phía Lục Pháp. Bao gồm cả ông Dũng và Hải Đăng cũng nằm trong số đó. Lục Pháp thi triển xong Bạch Hổ Thần Phù đã bị thương không nhẹ, bây giờ vừa muốn cứu mình vừa muốn cứu người là điều không thể. Cho nên ông cắn răng, cầm lấy kiếm của mình mà xông về phía trước, chắn trước người ông Dũng và Hải Đăng. Kiếm đào chặn được không ít, nhưng cũng có những sợi dây leo khác từ phía sau đâm lên người ông, có sợi còn xuyên qua cả tay ông. Lục Pháp bây giờ toàn thân đẫm máu. Ông suy nghĩ một chút, sau đó trên môi nở một nụ cười hiền. Nắm chặt lấy những sợi dây leo không buông, ông quát lớn một tiếng: "Chư đạo tổ sư có lệnh, kim mộc thủy hỏa thổ, cúi đầu nghe lệnh. Thần lực trảm ma, cửu huyền lôi sắc, cấp cấp như lệnh. Lục Pháp, pháp thứ hai, cửu huyền lôi sắc." Túi vải của Lục Pháp lúc này bay ra rất nhiều lá phù màu vàng, mỗi lá đều tự động lao ra xung quanh, tạo thành một dạng phù trận trải rộng ở quanh người của ông cùng với Nguyệt. Trong chốc lát, cuồn cuộn sấm rền nổ lên, giống như có thiên lôi đang gào thét chấn nhiếp tâm hồn. Tất cả lá phù bay lơ lửng đều phát ra ánh sáng. Sau đó một cánh tay khổng lồ lực lưỡng mang theo uy lực của lôi đình đập xuống vị trí của Nguyệt. Tiếp theo đó là liên tục chín đạo lôi ầm ầm nổ tung. Không chỉ có tiếng hét thê thảm của Bách Quỷ cùng với Nguyệt, mà ngay cả Lục Pháp cũng không chịu được mà phun máu ra. Lão đã bị dây leo của Nguyệt quấn người, có bị sét đánh thì cũng là bị chung, không thể nào trốn thoát được. Thân hình của Nguyệt lão đảo đứng dậy, đã đi đến bước đường này, đương nhiên cô sẽ không dễ dàng ngã xuống. Hai tay cô ta đưa lên, xuất hiện hai lá cờ màu đen xì, được vẽ hình đầu lâu trên đó. Trên bầu trời mây đen lôi sấm còn chưa tan đi, lại có thêm một tấm màn đen như sương mù phủ xuống, hiển hóa ra rất nhiều cô hồn giả quỷ, đáng sợ vô cùng. "Quỷ nhập thiên địa, Thủy Nguyệt à, con điên rồi." Lục Pháp lão đảo đứng dậy, tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng cũng bắt đầu thi pháp chống lại. "Lục Pháp, pháp thứ ba, lạc thần chống trời." Lục Pháp có 6 pháp thuộc mạnh, pháp sau mạnh hơn pháp trước, nhưng tiêu hao cùng với phản vệ cũng sẽ nhiều hơn. Bây giờ lão đã bị thương, dùng đến pháp thứ ba coi như đã cố gắng liều mạng rồi. Trên đầu của lão xuất hiện một con chim lạc sáng trực hào quang, cất tiếng ngân vang thánh thoát, sau đó lao lên bầu trời. "Lục Pháp, pháp thứ tư, thiên địa giam cầm." Chính lá phù từ trong túi của lão bay ra một lần nữa, xoay tròn khóa chặt vị trí của lão cùng với Thủy Nguyệt. "Lục Pháp, pháp thứ năm, giải giới lạc kiếm." Thanh kiếm bằng gỗ của Lục Pháp đột nhiên trung lên bần bật, nó ghim thẳng xuống đất, tán ra từng đợt ánh sáng nhẹ nhẹ, giống như đang chờ đợi. Trên đầu của chim lạc đang đối kháng với quỷ nhập thiên địa, xung quanh có 9 lá phù giam cầm, dưới chân có lạc kiếm chờ đợi. Lục Pháp ối máu ra, sau đó cố tiến lại gần Thủy Nguyệt, hai tay bắt quyết. "Lục Pháp, pháp cuối cùng, chư Phật phóng hồn." Ánh mắt của Thủy Nguyệt cùng với Bách Quỷ co rút lại. Lão Lục Pháp cười trừ, rồi nhanh chóng ngồi ngay xuống, xếp bằng. Lão niệm chú: "Thiên địa Phật, đồng quy Phật, ngàn vạn hộ Pháp, mười phương chư Phật, 3000 thế giới, tọa trấn tà ma, vĩnh viễn phóng hồn." Theo nhịp điệu của Lục Pháp không ngừng đọc lên chú ngữ của nhà Phật, phía sau lão ta đột nhiên xuất hiện Phật tướng hư ảo, gương mặt từ bi, cũng bắt đầu đọc lên chú ngữ.
Ngay sau đó lại có một Phật tướng khác, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, càng ngày càng có nhiều phân thân. Phía trên đầu là quỷ nhập thiên địa, bây giờ lại thêm một tầng phong hồn chú, khiến cho bầu trời sáng chói, tựa như từng vị thần Phật giáng thế. Thủy Nguyệt cảm thấy đầu đau như búa bổ, hồn phách của mình cũng giống như đang bị nghiền ép tách ra. Lục Pháp mặc kệ khóe miệng đang chảy máu, lão nhìn một chưởng Phật ấn trên đỉnh đầu đang đè ép xuống. Khi chạm đến Thủy Nguyệt, cũng là lúc con bé này sẽ bị phong ấn vĩnh viễn, cho đến khi hồn phách bị mài mòn ác niệm mới có thể đầu thai. Quá trình này sẽ dài đằng đẵng, có thể là 5-10 năm, cũng có thể là 100.000 năm. Thủy Nguyệt ban đầu khom lưng, bây giờ đã thành quỳ xuống, cuối cùng là cả người dán chặt vào mặt đất, nhúc nhích không được. Xác về dưới đất, hồn về dưới trời, A-di-đà-phật. Đột nhiên Lục Pháp niệm lên một câu Phật hiệu. Đến bây giờ mới biết rằng lão ta không chỉ luyện pháp của thế nhân, mà còn tu tập pháp thuật của Phật gia nữa. Chẳng trách mà đạo hạnh cao thâm đến vậy. Cho đến khi Phật ấn chuẩn bị đâm xuống người Thủy Nguyệt, Lục Pháp thở dài một tiếng, nhưng nét mặt lại hiện lên nét vui mừng. Thủy Nguyệt là trăng trong nước, tên này là cha đặt cho con. Lục Pháp từ lúc mới uống ngụm nước kia, ông đã nhận ra Thủy Nguyệt là con gái ruột của mình. Nét mặt nó, có nằm mơ ông cũng mơ ra được nét mặt của con ông mà. 18 năm qua, cha không ở bên cạnh chăm sóc con được. Nay cha cùng con đi vào phong ấn. Ở đó, cha sẽ không rời con nửa bước. Thủy Nguyệt bị Phật ấn đè tới mức không thể thở được, chứ huống chi là nói. Giờ phút này cô mới biết được người trước mặt mình chính là người cha đã đi tù trong miệng mẹ mình từng nhắc đến. Hóa ra là không phải. Hóa ra là ông không có bỏ đi biệt xứ. Ông làm thầy pháp cứu người giúp đời. Thủy Nguyệt nhắm mắt, gò má lăn xuống một dòng nước thật dài. Cô cảm thấy dường như những tham vọng sân si của mình đã làm ra suốt thời gian qua thật là vô nghĩa. Phật ấn đè xuống, phát ra một tiếng chuông ngân. Kim quang làm lóa mắt ông Dũng cùng với Hải Đăng đang đứng ở gần đó. Khi hai người quay đầu nhìn lại, đã không thấy Lục Pháp đâu nữa rồi. Chỉ còn lại những lá phù của lão bay tán loạn khắp nơi. Có điều thanh lạc kiếm kia vẫn đứng vững vàng. Thanh lạc kiếm này sao được sư trụ trì Bỉnh Ninh mang về chùa. Nói rằng Lục Pháp đã tự phong ấn ông cùng với con gái, cùng với cả bách quỷ ở bên trong thanh kiếm, đợi một ngày thiện niệm tích đầy sẽ đi đầu thai. Ông Dũng sau khi trở về, không những không đuổi mẹ con bà Mai cùng với Phú đi, mà còn giúp cậu Phú kia trả nợ, sau đó dạy cậu ta cách tu chí làm ăn, coi như không phụ nỗi khổ tâm của Lục Pháp. Chỉ mấy ngày sau đó, người bên sở cảnh sát cũng liên lạc với bà Mai, xác nhận thân nhân với cái xác của Nguyệt. Bà Mai biết chuyện, biết con gái của mình thành quỷ. Bà ở với con mình mấy lâu nay, biến đổi này bà đã sớm nghi ngờ rồi. Nhưng dù cho đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bà cũng không chịu được, mà đã rửa mặt bằng nước mắt suốt những ngày sau đó. Sư trụ trì Bỉnh Ninh đã nói rõ, bà Phùng là vì tuổi già mà mất. Lục Pháp chỉ bởi vì chờ đợi cơ duyên của mình, được Phú thúc đẩy, cho nên sáng đó đến xin nước. Còn việc ông Hùng cùng với Linh chết đi, quả thực mới là do Nguyệt làm. Thủy Nguyệt hại hai mạng người, Lục Pháp lại cứu hại cho con ông Dũng, cũng coi như là con làm cha trả. Nhân quả đến đây thôi. Đó là lời của sư trụ trì Bỉnh Ninh nói với ông Dũng. Lúc sư thầy đi vào chùa, còn đi ngang qua khu bàn để di ảnh cùng với bài vị của một số hương linh cần cầu siêu. Nhìn thấy thanh kiếm treo gọn ở một góc,
Vị sư thầy thầm than khẽ. Duyên số con người đúng thật là kỳ diệu. Không nên sớm quá, cũng không nên muộn quá. Thôi thì hy vọng ở bên trong đó, hai cha con các người có thể đoàn tụ với nhau vậy. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Khát máu tanh lòng của tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.